Thưa quý vị, sáng nay Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị thông tin lãnh đạo quý 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương trực tiếp thông tin về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1. Hơn 220 bí thư, phó bí thư, lãnh đạo doanh nghiệp của 65 chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tham dự hội nghị. Thông tin về quy hoạch tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương nêu rõ vai trò của bản quy hoạch này đối với sự phát triển của tỉnh trong 10 năm tới và tầm nhìn 20 năm tiếp theo. Đồng thời nhấn mạnh đây là quy hoạch tỉnh đầu tiên của cả nước được hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định và thông qua, cũng là địa phương đầu tiên được phê duyệt quy hoạch, tạo tiền đề quan trọng mở ra cơ hội phát triển bứt phá của tỉnh trong thời gian tới. Đề cập đến mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin Bắc Giang phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP trong nhóm 15 tỉnh thành đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du miền núi phía Bắc, đồng thời cũng nhấn mạnh đến những điểm mới trong việc tổ chức không gian phát triển kinh tế theo ba vùng dựa trên vị trí địa lý và tiềm năng, khả năng liên kết phát triển. Trong mỗi vùng kinh tế, tỉnh đều xác định rõ trung tâm vùng và các trục giao thông liên kết chính cũng như mũi nhọn phát triển đột phá của vùng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chia sẻ những thông tin cụ thể về định hướng trong phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, phát triển đô thị, mạng lưới giao thông, phát triển nông nghiệp, các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Trong quy hoạch, tỉnh Bắc Giang xác định ba đột phá chiến lược là hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải cách hành chính, tập trung xây dựng tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với khơi dậy khát vọng cống hiến vươn lên thông tin về tình hình kinh tế xã hội trong quý I. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến kết quả đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP và khẳng định đóng góp vào kết quả đó có vai trò rất lớn của doanh nghiệp. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dành thời gian trao đổi, làm rõ một số ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời thông tin về định hướng thu hút đầu tư, nhất là đối với lĩnh vực dịch vụ, thông tin về một số cơ chế chính sách và giải pháp, nhiệm vụ đang được tỉnh Bắc Giang tập trung cao, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm. Qua hội nghị này nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh nắm bắt rõ hơn thông tin, nội dung cơ bản của quy hoạch tỉnh và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, chủ động xác định chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội địa phương.